are proud to be here. It's actually, you know, the first time Vietnam come to World Cup. And also, youth football, we need to improve. This is a big challenge. This is a big chance for us to improve our football. You know, this is a big chance for us after World Cup. I hope Vietnam football improve. And I hope this is a good motivation for us. And I hope the future, the good future for Vietnam football. Thank you. Xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên đội tuyển U20 Việt Nam tham dự một giải đấu lớn như thế này và đây sẽ là một giải đấu rất là hay và đội U20 Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu rất là tốt để đạt được kết quả tốt nhất ở giải đấu U20 sắp tới. Em chỉ muốn gặp những người hâm mộ là luôn sát cánh cùng đội tuyển và đội tuyển sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đáp lại cái tình cảm người hâm mộ dành cho đội tuyển. Chúng tôi rất phấn khích khi được tham dự U20 World Cup một lần nữa. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất có thể cho giải đấu này. U20 Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Đây là một đối thủ rất khó chịu đối với chúng tôi. Tôi biết U20 Việt Nam là một đội bóng phòng ngự rất tốt. Nhưng tôi hy vọng họ sẽ không chơi như vậy vào ngày mai. Chúng tôi hướng đến một trận đấu cởi mở về lối chơi. Ở đây không có trận nào là trận quyết định cả. Nên là giải đấu này nó tính quyết định. Mà quyết định này quyết định cho bóng đá Việt Nam. Chứ không phải là chỉ có một đối thủ là New Zealand. Cũng có thể người ta thua, cũng có thể người ta thắng. Cũng có thể người ta đi tiếp. Cái toàn cục cũng là một cái tính quyết định cho bóng đá Việt Nam bước ra cái sân chơi thế giới. Dĩ nhiên khi mà ước mơ thì người ta phải ước mơ một cái sự hoàn hảo. Ước mơ thật sự bằng cái trận thắng, bằng chuyên môn. Và tôi nghĩ những cái việc này là không phải riêng tôi mà ước mơ này của tất cả cầu thủ và cả đội bóng. Và đến giờ phút này chúng ta phải nói là sẵn sàng. Và tôi xin trả lời là tất cả đội bóng, từ thành viên ban huấn luyện, từ trưởng đoàn đến tất cả và chính là cầu thủ đều có một tâm lý rất là tốt, sẵn sàng, rất là háo hức chờ đợi trận đấu này. Chúng tôi đội tuyển U20 Việt Nam quyết tâm trên hết mình, hãy cổ vũ cho chúng tôi. Chúng tôi U20 Việt Nam quyết tâm trên hết mình, hãy cổ vũ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Tập trung có điểm giữa hai đội là Hurat và New Zealand. Nếu mà bây giờ nghĩ lại thì rất là mừng và liên tưởng đến World Cup sắp tới. Chúng tôi, đội tuyển U20 Việt Nam, quyết tâm chơi hết mình, hãy cổ vũ cho chúng tôi. Hãy sát cánh cùng chúng tôi.